Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Bây giờ đó là tối ngày thứ hai tại Hoa Kỳ ngày 10 Tây tháng 1 ở Việt Nam đó thì bây giờ là ngày thứ ba ngày 11 tây tháng 1 và hôm nay nên thường làm video cũng khá là trễ bây giờ là khoảng 9 giờ tối giờ Cali thì trước hết nếu như các bạn nhìn vào giá cả hiện bây giờ đó chúng ta thấy được là BTC thì bây giờ Bitcoin đó là 42.357 đô thì các bạn thấy là cái giá bây giờ so với cái thời điểm thường làm video ngày hôm qua đó đã tốt hơn nhưng mà cách đây không lâu đó hồi sáng này giờ Cali thì các bạn thấy là chúng ta cũng đã có một cái đợt đi xuống làm cho nhiều bạn lo lắng thật ra chúng ta cũng đã biết là cái sự ảnh hưởng đó hiện bây giờ là cái sóng gió đến từ thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ tại vì thường đã chia sẻ với các bạn trong vòng hơn một tuần qua những cái diễn biến diễn ra thường sẽ tóm tắt lại một lát nữa liên quan tới Fed cục dự trữ nước Bàn của Hoa Kỳ thì nếu các bạn không tin á thì các bạn nhìn vào trên màn hình đi đây là cái biểu đồ của sàn Coinbase cho đồng Bitcoin và đây là biểu đồ của nến giờ thì nếu các bạn đếm ngược trở lại đó thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có một ngọn nến giờ đi thẳng xuống đó từ cái mức là các bạn thấy là khoảng chừng 40.700 đô đi thẳng xuống chỉ còn có 39.650 và thôi nghĩa là đã xuống dưới 40.000 đô và đương nhiên điều này làm cho nhiều bạn rất lo lắng nhưng mà trong vòng một khoảng thời gian đó thôi một tiếng đồng hồ thôi đã đi ngược cho lên rồi nhưng mà cái mà thường muốn chỉ ra ở đây đó là cái thời điểm này là thời điểm nào thời điểm này là cái thời điểm mà thị trường chứng khoán vừa mới mở cửa hồi sáng này thì tại sao lại có cái sự đi xuống như vậy thì đương nhiên có một thông tin đến từ thị trường chứng khoán nghĩ là khiến cho nhiều người lo lắng và dẫn đến là cái sự xuống giá này. Bây giờ đó thì các bạn thấy được là giá nó nhanh chóng để ngược trở lên và bây giờ là ở mức là 42.337 ở thời điểm hiện bây giờ. Khi mà chúng ta nhìn chung thị trường đó thì các bạn thấy được là giá của Bitcoin hầu như là giống như giờ này ngày hôm qua Nhưng mà chúng ta thấy là phần lớn những altcoin cũng là màu đỏ và cũng đi xuống nhưng mà cũng không xuống nhiều lắm Nếu mà chúng ta nhìn vào những đồng lớn đó thì các bạn sẽ thấy được là Bitcoin thì uh, bây giờ hầu như đi hàng ngang ở cái mức là xuống 0.1% So với lại ngày hôm qua nhưng mà những đọc như là Ethereum và BNB, Cardano, XRP, uh, Teluna thì xuống khoảng chừng 1-2% chúng ta có những động xuống nhiều hơn một chút như là Solana hay là Polkadot hay là Avalanche thì xuống hơn chừng là 4%. À, Dogecoin cũng như vậy Thì nói chung hôm nay đó chỉ có chúng ta thì được là Bitcoin giữ giá được So với ngày hôm qua những đồng khác đó thì đi xuống Khi mà chúng ta so sánh với lại BTC Thì tin tức hôm nay là như thế nào Hôm nay đó thì các bạn thấy là Bây giờ đó kết thúc thì chúng ta thấy là chỉ số Nasdaq là đi hàng ngang nhưng mà hồi sáng này đó lúc mở cửa chỉ số Nasdaq cũng đã đi xuống thời à, thực ra hôm nay là một ngày mà khi mà thường bấm vào chỉ số Nasdaq đây là một cái chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ mà có nhiều công ty công nghệ nằm trong chỉ số này thì khi mà chúng ta nhìn vào chỉ số Nasdaq hôm nay đó các bạn sẽ thấy là hôm nay một ngày mà cũng khá là dao động Nhưng mà đây là một chỉ số mà các bạn đang nhìn đây là biểu đồ ở trong vòng 5 ngày qua Thì các bạn thấy được là trong vòng 5 ngày qua đây là một chỉ số mà đi xuống liên tục Chỉ có là ngày hôm nay đó cuối cùng kết thúc đó là các bạn thấy đi hàng ngang à, cộng 0.05 phần trăm thì coi như đi hàng ngang nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào chỉ ngày hôm nay thôi thì các bạn thấy được là vừa mở cửa thôi đây là cái uh, sự đi xuống giá rất là nhanh đi xuống tới cái mức đó là các bạn thấy chỉ còn có là khoảng chừng là 14.533 điểm mà thôi. Thì ở cái thời điểm này đó, cái lúc mà mở cửa là khoảng 6 giờ rưỡi sáng giờ Cali và thời điểm mà xuống mức thấp của chỉ số Nasdaq đó, đó chính là cái thời điểm khoảng chừng là 10 giờ 49 giờ của New York, có nghĩa là 7 giờ 49 giờ của Cali. Thì lúc đó, các bạn nào mà quan tâm đó thì có thể nhìn vào biểu đồ của Bitcoin, các bạn thấy được là giá của Bitcoin cũng là xuống cái mức dưới 40.000 đô ngay thời điểm này sau đó chỉ số này đã học phục trở lại và đương nhiên các bạn thấy là Bitcoin và chúng ta nói chung thì crypto thì cũng đã khởi sắc hơn cho ngày hôm nay và kết thúc hôm nay đó là đi hàng ngang cộng 0.05% và giá của BTC bây giờ so với ngày hôm qua cũng là đi hàng ngang. Các bạn thấy được là cái sự tương quan giữa chỉ số Nasdaq và Bitcoin đó đang rất là mạnh ở thời điểm hiện bây giờ. Tại vì cho dù là các bạn nghĩ đó là Bitcoin là một loại tài sản chống lại lạm phát và đương nhiên nếu như đó là như vậy đó thì Cả thêm crypto đi theo xu hướng của BTC Cũng là những loại tài sản Mà nhiều người có thể tin tưởng được Trong những lúc mà bất ổn Nhưng mà rất rõ ràng Từ thời điểm bây giờ đó Các bạn thấy được đương nhiên Có nhiều người có lòng tin là Bitcoin sẽ trở thành một loại tài sản chống lạm phát, một loại tài sản lưu trữ giá trị lâu dài trong đó có thuận và rất nhiều bạn. Nhưng mà Bitcoin bây giờ đó vẫn là trong cái thời điểm là di chuyển từ một cái loại công cụ đầu tư, thậm chí nhiều người coi là một loại công cụ đầu cơ, từ từ di chuyển qua để mà trở thành một loại tài sản lưu trữ giá trị. Bây giờ đó thì các bạn thấy được là khi Bitcoin càng càng nổi tiếng hơn thu thêm nhiều người mới hơn nên thì nhiều người mới là những người mà đầu tư có thể đến từ thị trường chứng khoán và nhiều nhà đầu tư bây giờ đã xem bitcoin cũng không khác gì à, một cái loại cổ phiếu công nghệ cho nên thường nghĩ đó là lý do tại sao các bạn thấy cái sự tương quan giữa nasdaq và bitcoin nói chung đó thì càng ngày càng tăng lên nhất là trong thời điểm hiện bây giờ thì tại sao mà chúng ta thấy là hôm nay đó mở đầu lại có cái đợt đi xuống giá như vậy thì hồi sáng này đó vừa mở mắt ra thôi thì các bạn thấy là Goldman Sachs lại đưa ra một cái nhận định công ty Goldman Sachs là ngân hàng đầu tư nổi tiếng đó thì ngân hàng đầu tư Goldman Sachs đưa ra cái nhận định đó là trong năm 2022 này Fed như là cục dự trữ mang của Hoa Kỳ họ sẽ không chỉ là tăng lãi suất ba lần mà còn tăng thêm một lần nữa là bốn lần có nghĩa là không những là các bạn thấy tuần vừa rồi sau khi mà mọi người đọc cái thông tin chi tiết về cuộc họp của tháng 12 đó Lúc đó thì Fed cũng đã chia sẻ nhiều cái thông tin mà thường nay chia sẻ với các bạn là Hầu như là những người của Fed đó, hiện bây giờ là họ đang rất lo lắng về cái phần trăm lạm phát không quản lý được Tôi nghĩ là bây giờ hầu như ai cũng đã tin là trong năm nay Fed sẽ tăng lãi suất và theo cái lời phát biểu của Chủ tịch Trung Powell đó họ sẽ tăng lãi suất là ba lần. Thì điều này ai cũng biết rồi thì đó cũng là cái việc mà dẫn đến thị trường chứng khoán và liên quan đến thị trường crypto đó có, có sự xuống giá gần đây. Nhưng mà bây giờ gồm mình xác nói là họ chẩn đoán là sẽ lên tới là bốn lần tăng lãi suất chứ không phải là ba lần cho nên uh, tin tức này nghĩ là đột ngột làm cho nhiều người lo lắng hơn cho nên mới dẫn đến cái sự đi xuống như vậy nhưng mà tôi nghĩ là sau đó thì những nhà đầu tư họ cũng đã có cái sự hồi tâm trở lại họ cảm thấy là có thể chúng ta đã uh, react quá đáng về cái uh, vấn đề này để thường chia sẻ thêm với các bạn khi mà chúng ta nói tới uh, Fed á, thì các bạn thấy được là Fed có hai cái nhiệm vụ nhiệm vụ đầu tiên đó là liên quan đến là cần phải có cái uh, phần trăm uh, thất nghiệp nhỏ có nghĩa là cái phần trăm thất nghiệp rất là thấp cho Hoa Kỳ đó là nhiệm vụ đầu tiên nhiệm vụ thứ nhì đó đó chính là giá cả phải ổn định thì bây giờ chúng ta đã biết là cái uh, phần trăm thất nghiệp của Hoa Kỳ đang ở mức thấp thường nhớ là dưới 4% nhưng mà bây giờ cái việc mà họ lo lắng đó chính là cái uh, phần trăm lạm phát ngày càng tăng lên thì chúng ta thấy đó là cái phần trăm lạm phát cuối cùng uh, được thông báo bởi Fed là khi nào đó chính là cái phần trăm lạm phát là thường nhớ là 6,8 phần trăm tháng 12 mới đây và bây giờ đó là chúng ta chuẩn bị khoảng chừng 2 ngày nữa là sẽ có cái phần trăm lạm phát mới nhất à, sẽ được công bố à, liên quan đến à, thời điểm này thì à, chúng ta sẽ thấy được là nhiều người cho là phần trăm lạm phát sẽ hơn 7%, có nghĩa là cái phần trăm lạm phát rất là cao, có thể nói được là cao trong vòng 30 năm vừa qua và đương nhiên đây chỉ là cái chỉ số được đưa ra từ chính phủ mà thôi, cái chỉ số à, consumer price index CPI chỉ số này đó nó tương đối mà thôi các bạn chỉ có thể so sánh cái chỉ số này so với những chỉ số này trước đó mà thôi à, chứ các bạn cũng không thể coi như đây là cái phần trăm lạm phát thực sự hiểu đơn giản là như vậy nhưng mà dù sao nữa nó cũng cho thấy được là cái phần trăm lạm phát tăng lên theo thời gian thì đương nhiên Fed đang rất lo lắng cái vấn đề này và một trong những cái chiến lược mà họ có thể áp dụng để mà ngăn chặn hay là Uh, hỗ trợ thị trường để mà giảm xuống cái phần trăm lạm phát này đó chính là tăng lãi suất lên khi mà họ tăng lãi suất lên họ sẽ siết cái dòng tiền trở lại tại vì khi mà lãi suất thấp đó thì các bạn sẽ thấy được là uh, người ta có thể mượn được với lại cái uh, giá tiền thấp Thực ra cái sự ảnh hưởng đó nó không phải là trực tiếp mà là gián tiếp mà thôi tại vì các bạn thấy được những gì mà đang xảy ra hiện bây giờ đó là những chẩn đoán của mọi người là cái việc uh, liên quan tới fed tăng lãi suất đó sẽ có ảnh hưởng như thế nào và những nhà đầu tư đó trong thị trường tài chính đó thì họ bỏ số tiền ra đi mà mua bất cứ một loại tài sản nào là họ nghĩ tới là tương lai tài sản đó sẽ đáng giá bao nhiêu thì đối với là chứng khoán đó thì những chứng khoán nào mà à, đã có lâu năm những công ty lớn đã có lâu năm đó thì họ sẽ dựa vào là thu nhập công ty đó ra sao giống như công ty Apple vậy đó thì họ sẽ chuẩn đoán là bây giờ thì à, công ty Apple là họ thu nhập bao nhiêu thì sau này thu nhập sẽ là bao nhiêu họ sẽ chiếm được bao nhiêu phần trăm thị trường cho nên họ sẽ đưa ra một cái giá à, là cái cổ phiếu này đáng giá bao nhiêu công ty này đáng giá bao nhiêu đó là cái giá mà giao dịch ở trên thị trường thì khi mà chúng ta thấy đó là những công ty mà công nghệ mới đó mà bây giờ chưa có thu nhập giống như các bạn cứ trở lại thời gian đi giống như là những năm trước đây như năm 95 khi mà chúng ta nói tới công ty Amazon hay là cách đây uh, 8 năm 10 năm khi mà nói tới công ty Tesla lúc đó đó thì những công ty này họ vẫn chưa có thu nhập thì những cái công ty này đó tuy là chưa có thu nhập chỉ có chi tiêu mà thôi nhưng mà vẫn được đánh giá cao tại vì những nhà đầu tư nghĩ là sau này khi mà họ có thu nhập thu nhập sẽ rất là lớn tại vì họ đang tạo ra một cái nền tảng mới giống như là công ty Amazon giống như là công ty Tesla gì đó thì sẽ rất là nhiều thì các bạn thấy được là cho nên đó, những cổ phiếu này tuy là chưa có thu nhập nhưng mà giá cũng rất là cao nhưng mà một phần sẽ làm ảnh hưởng đến cái sự tính giá này đó chính là phần trăm lãi suất. tại vì nhiều người nghĩ là cái giá tương lai của loại cổ phiếu đó phải trừ ra cái phần trăm lãi suất à, là như thế nào. và đương nhiên bây giờ các bạn thấy được là chúng ta thấy cái sự tăng trưởng của cái phần trăm lãi suất của công trái phiếu à, trong vòng 10 năm thì dẫn đến là cái cổ phiếu liên quan tới công nghệ đó đi xuống giá. trong hiện đây dẫn đến là thị trường crypto đi xuống giá. đó là cái cái giải thích và đơn giản nhất. hy vọng là các bạn hiểu cái sự tóm tắt chuyện gì đang xảy ra hiện bây giờ. Và những gì đang xảy ra đó chỉ là cái sự tính toán của những nhà đầu tư là những gì Fed sẽ làm. Bây giờ Fed chưa làm gì hết. Cái mà Fed làm đó là bắt đầu siết chặt lại cái nguồn tiền bơm vào trong thị trường mà thôi vẫn chưa nói tới là tăng lãi suất. Lãi suất sẽ tăng sau khi mà họ làm xong cái phần đầu tiên là ngưng hết cái số lượng tiền bơm vào trong thị trường và điều đó có thể là khoảng chừng là sau tháng 3 thì mới bước tới bước thứ nhì là tăng lãi suất lên vì họ vẫn chưa làm gì hết nhưng mà cái sự dao động hiện bây giờ đó là mọi người suy nghĩ là khi mà Fed tăng lãi suất đó thì sẽ ảnh hưởng ra sao không ai biết được hết nhưng mà người ta sẽ tự suy nghĩ nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và trong cái video ngày hôm nay chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là Cross Network Thì đây là cái thông điệp đến từ dự án Thì đây là một cái dự án đó cung cấp giải pháp lưu trữ phi tập trung Thì hiện tại đó Cross Network hợp tác với những nền tảng layer 1 như là Ethereum, Solana, BSC, Phantom, Flow, Near và các layer 2 như là Polygon Thì Cross hiện đang lưu trữ dữ liệu cho các đáp trên những nền tảng này Một số ví dụ có thể kể đến như là Uniswap, Aave, RMRK vân vân. Team Crush được thành lập vào năm 2018 với Founder là Leo Wang từng là Dev ở Cisco và Microsoft và Bo và Cheng Cái background đó là tài chính và đầu tư Thì sau 2 năm phát triển, đó, Crush đã cho ra, ra đời Crush Maxwell Preview Network Đây là cái môi trường để mà team có thể test các sản phẩm trước khi mà mainnet ra đời Có thể xem Maxwell như là Kusama và Cross Magnet như là Polkadot Thì Cross đã ra mắt các sản phẩm như là Cross Files, Sky Kiwi Wisdap, Deco và các ứng dụng khác trên nền tảng của Crust. Trong đó đó chúng ta có Crust Files mới ra mắt và đang có chương trình trao thưởng lớn với tổng trị giá là 2 triệu đồng CIU, tương đương với khoảng chừng là 25 triệu USD. Thì nói tới Crust Files, đây là cái ứng dụng lưu trữ dữ liệu cá nhân web 3 đầu tiên thì được phát triển bởi Cross Network. Crust Files giúp các bạn lưu trữ dữ liệu cá nhân đơn giản, an toàn trên IPFS và được bảo mật bởi blockchain của Crust Network và Crust Files giống như là Google Drive icloud, dropbox cho phép các bạn lưu trữ những cái file, hình ảnh, video và cho phép chia sẻ các file này dễ dàng như là google drive. tuy nhiên nó khác với là google drive hay là icloud phải trả cái phí hàng tháng subscription fee. dịch vụ của cross network premium service thì cross chỉ cần các bạn stake vào hai đồng ciu để nhận được kho dữ liệu vô hạn và bạn có thể được sử dụng chừng nào bạn vẫn còn stake hai đồng ciu này. Thì Crush đang có một chương trình thưởng lớn cho những người sử dụng Premium Server sớm Để trở thành một cái Premium User Thì đầu tiên bạn cần cái địa chỉ ví Crush Các bạn truy cập vào crushfiles.io và connect cái ví vào Chọn tên cho tài khoản của bạn Lưu ý là tên này chỉ được chọn một lần và không thể thay đổi Không thường đó là để trở thành Premium User bạn cần phải stake tổng cộng là ba đồng CRU Nhưng mà vì ở đây đã Thuận có cái mã giới thiệu cho nên các bạn chỉ cần stack có hai đồng CAU thôi nếu bạn đã có sẵn đồng CAU trong ví Plus thì không cần phải mua nhưng nếu chưa có đó thì phải mua hai đồng CAU bạn có thể mua bằng cách vào Get CAU bạn có thể là mua trực tiếp trên mạng Ethereum hoặc là Binance Smart Chain. đầu tiên mình phải connect cái ví MetaMask đã có sẵn một ít BNB ở đây đó là bạn phải nhập địa chỉ ví cross của bạn vừa tạo vào để CAU chuyển thẳng về ví của bạn. Lưu ý đó là nếu như bạn ở Mỹ hoặc là Trung Quốc thì phải đổi VPN mới dùng được. Tính năng swap này. Còn nếu không có VPN thì có thể mua CAU ở gig.io rồi chuyển về cái ví cross trên mạng Cross Network. Bây giờ thì bạn về lại crossfiles.io và bạn chọn cái tab là premium user ở Inviter's nickname đó bạn nhập Thuận Capital đây là cái nickname giới thiệu của Thuận và bạn chọn Stake 2 đồng CIU OK bây giờ mình claim Premium Badge vì là xong bạn có thể giới thiệu bạn bè và nói bạn bè nhập nickname của bạn vào cái ô Inviter này để nhận được token CIU sau khi mà các bạn uh, chờ xác thực Stake thành công đó là bạn đã trở thành một cái premium user và có thể nhận được những cái giới thiệu refer reward thì mỗi một người dùng trở thành premium user từ code giới thiệu của bạn đó thì bạn có thể nhận được phần thưởng là một đồng CRU có thể claim ngay luôn để claim đó thì bạn claim ở đây ngoài ra thì còn có hai pool phần thưởng khác chỉ dành cho premium user với cái reward lên tới 25 triệu đô với hình thức sổ số, số chi tiết đó thì tôi sẽ để bên phần description bên dưới trong video này thì các bạn có thể là thử upload một cái file lên cross xem coi là các bạn sử dụng như thế nào thì các bạn có thể tìm hiểu thêm về cross network bằng cách là bấm vào những cái link ở bên dưới cái video này và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay cross network họ sẽ suy diễn giống như là các bạn thấy là bây giờ Fed thì đương nhiên là không có phải là người ra quyết định là các bạn mượn tiền mua xe, mua nhà là phần trăm bao nhiêu Lãi suất đó Fed không có uh, liên quan tại vì đó là cái phần trăm lãi suất giữa các bạn và ngân hàng Cái mà Fed quản lý đó khi mà chúng ta nói tới cái phần trăm lãi suất đó thì Fed, nhiều người nghĩ đến là Fed Fund Rate Fed Fund Rate có nghĩa là đây là cái phí mà những ngân hàng có thể mượn lẫn nhau hay là mượn của Fed Thì hiểu đơn giản đó là các bạn thấy là ngân hàng thì họ sống bằng nghề là phần lớn này cho vay có nghĩa là các bạn gửi tiền vào ngân hàng rồi họ có thể là cho vay người khác cái số tiền đó để lấy lợi nhuận rồi đó là cách hoạt động của họ và đương nhiên họ không thể cho vay hết được giống như ngân hàng các bạn á là giống như ngân hàng đó đi là có khoảng chừng là một triệu đô la thì họ không thể nào mà cho vay hết một triệu đô la tại vì nếu như vậy các bạn tới các bạn rút tiền thì họ đâu có tiền để đưa các bạn đâu cho nên họ cho vay nhưng mà lúc nào cũng phải giữ lại một phần thường là phần đó là khoảng 10 phần trăm hiểu đơn giản là như vậy à, và cái phần 10% đó sẽ lưu lại trong ngân hàng đó là cái phần gọi là reserve có nghĩa là cái phần lưu trữ cần thiết dựa theo luật thì những ngân hàng nào cũng phải gì hết á nhưng mà đương nhiên ngân hàng họ không muốn lưu trữ nhiều hơn cái phần tiền đó nếu mà họ không cần thiết tại vì họ muốn cho vay càng ngày càng tốt cho nên những ngân hàng họ thường sẽ có những cái chiến lược rất là sát bán là cho vay bao nhiêu à, và giữ lại bao nhiêu nhưng mà tới phút cuối đó có thể họ vẫn tính sai có nghĩa là bây giờ họ đã cho vay nhiều hơn là con số có thể theo lực thì theo lực họ cần phải có thêm tiền để vào trong cái ngân hàng của họ để mà đúng luật thì lúc đó đó những ngân hàng họ sẽ vay mượn lẫn nhau để có thể đắp lợi có thể là hôm nay thì ngân hàng này đó còn dư tiền nhưng mà ngân hàng kia lại hút tiền cho nên họ sẽ cho mượn lẫn nhau với cái lãi suất và lãi suất đó chính là cái lãi suất Fed đến từ Fed thì các bạn thấy được là cái phần lãi suất này đó sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến cái phần lãi suất mà các bạn có thể mượn từ ngân hàng cho nên đó là lý do tại sao mà các bạn thấy là mỗi lần mà tình hình tài chính không ổn đó thì Fed giảm lãi suất tại vì cái này là ảnh hưởng gián tiếp khi mà cái phần trăm lãi suất của Fed thấp đó thì những ngân hàng sẽ có thể cho các bạn cho vay với cái mức lãi suất thấp tại vì họ mượn được với cái phần trăm thấp đó là cái giới thiệu đơn giản nhất nếu như mà fed tăng lãi suất lên thì như thế nào thì nhiều nghĩ là fed tăng lãi suất lên cũng đồng nghĩa là sẽ dẫn đến ngân hàng sẽ tăng lãi suất khi các bạn đến mượn tiền để mà làm ăn mua nhà mua xe vân vân thì điều này sẽ làm ảnh hưởng đến sự phát triển của nền kinh tế tại vì đương nhiên tiền á, mượn được càng rẻ thì sẽ càng có nhiều tiền càng có nhiều tiền thì sẽ càng đẩy giá những loại tài sản tăng lên đẩy giá cổ phiếu tăng lên thì dẫn đến là kinh tế nó sẽ tăng lên đó là cái cách hiểu mà thường có thể giải thích được một cách đơn giản nhất và khi mà Fed tăng lãi suất lên các bạn thấy được bây giờ cái đường màu xanh này nằm ở đâu cái đường màu xanh này đó là nằm ở bên dưới này hầu như là 0% 0.08 0.09% thì cái mà Fed nói chính là tăng cái này lên thì sẽ dẫn đến là nguồn tiền sẽ siết chặt lại tiền cho mượn với cái mức cao hơn sẽ có thể là người ta mượn ít tiền hơn à, tại vì lãi suất đã cao hơn hay là ít người có thể được mượn hơn hay là bất cứ một lý do nào đó sẽ dẫn đến là nền kinh tế sẽ không phát triển mạnh nữa cho nên điều này cũng làm ảnh hưởng đến những loại tài sản như là chứng khoán và trong đó những loại tài sản bây giờ là trong đó có luôn cả crypto nữa đó là cái cách mà thường có thể nói với các bạn về vấn đề này Nhưng mà khi mà những nhà đầu tư đó Nếu như mà họ thực sự ngồi để mà suy ngẫm lại đó Thì cũng không hoàn toàn hợp lý đâu Tại vì nếu chúng ta trở lại 10 năm trước đi Đây là cái để thường zoom vào chỉ trong vòng 10 năm thôi thì 10 năm qua các bạn thấy được là không phải lúc nào lãi suất cũng thấp Thật ra từ năm 2015 đó, trước đó lãi suất thấp đó chính là sau cái cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 thì lãi suất đã chưa bây giờ đó giảm xuống còn khoảng chừng là 0% nhưng mà sau đó bắt đầu từ năm 2015 đó lãi suất lại tăng lên và tăng lên mãi cho đến khi nào mãi cho đến khoảng chừng là năm 2019 rồi sau đó đó lại giảm ngược trở xuống và đột ngột năm 2020 giảm xuống còn 0%, 0.05. Tại sao vậy? Tại vì dịch bệnh bùng nổ năm 2020. Nhưng mà nhìn lại đó, các bạn nghĩ là thời điểm năm 2016 cho đến năm 2019 Thời điểm đó đó thị trường chứng khoán như thế nào? Chúng ta nói chung trong vòng 4 năm đó Các bạn nghĩ chứng khoán tăng hay là giảm trong thời gian đó? Và các bạn nghĩ là Bitcoin crypto nói chung đó, thì tăng hay là giảm trong thời gian đó? Nếu như các bạn nhìn lại đó thì các bạn thấy được là trên căn bản là cả thị trường đều tăng Ngay cả các bạn thấy được là cổ phiếu cũng tăng Chúng ta nói tới bất động sản cũng tăng crypto cũng tăng có nghĩa là ngắn hạn đó thì sẽ có cái sự ảnh hưởng khi mà Fed tăng lãi suất nhưng mà dài hạn nhìn trở lại đó thì nhiều người sẽ nghĩ là cũng không ảnh hưởng dài hạn đâu đó là những gì mà thường nhận ra được và nghĩ là nhiều người bây giờ cũng đã nhận ra được là có thể là tuần vừa rồi mọi người đã hoảng loạn nhiều hơn là cần thiết nhưng mà có một cái điều khác đó là làm cho nhiều người lo lắng hơn đó chính là cái việc liên quan đến những cái tài sản mà đang được giữ trong ngân sách của Fed. Tại vì cách mà Fed bơm tiền vào trong thị trường đó là họ sẽ mua những cái bond nghĩa là những cái trái phiếu, những cái giấy nợ đó rồi họ bơm tiền đó vào trong thị trường mà cách là đưa cho cái nơi mà phát hành cái giấy nợ đó và các bạn có biết là một trong những đơn vị phát hành rất nhiều những trái phiếu đó chính là công trái phiếu của Hoa Kỳ đến từ chính phủ Hoa Kỳ. Thì đây là một cái thông tin Hùng Cơ đã từng làm một cái video chi tiết hơn để mà giải thích cái thông tin này với các bạn cho nên Hùng sẽ không có lặp lại ở đây. Nhưng mà các bạn có thể hiểu đó là bước thứ ba mà phải muốn làm đó các bạn cũng nên nhớ bước đầu tiên đó chính là giảm đi cái số lượng tiền mà cung cấp hàng tháng xuống còn khoảng chừng các bạn thấy bây giờ là À, xuống còn từ 90 tỷ còn 60 tỷ một tháng rồi thì xuống còn 30 rồi xuống còn không và điều này sẽ kết thúc vào khoảng chừng tháng 3 sau đó bước thứ nhì là tăng lãi suất lên và bước thứ ba Fed muốn làm đó chính là giải quyết cái số lượng nợ mà đang lưu trữ trong ngân sách có nghĩa là họ sẽ bán những cái trái phiếu này lên trên thị trường và cái mà nhiều người bắt đầu lo lắng đó là cái sự ảnh hưởng sẽ ra sao thì một số người sẽ hỏi là nếu mà Fed bán những trái phiếu này để ảnh hưởng như thế nào thì có thể rõ hơn hay là không thì đương nhiên không ai có hay biết được tại vì đâu ai biết tương lai đâu nhưng mà cái sự mà suy nghĩ tính toán của nhà đầu tư đó là như thế này khi mà họ bán những cái trái phiếu này lên trên thị trường đó thì các bạn nghĩ là giá trái phiếu sẽ như thế nào nguồn cung tăng lên nhưng mà nguồn cầu cũng như vậy sẽ dẫn đến là giá trái phiếu sẽ đi xuống và các bạn nên hiểu là trái phiếu đó là giấy nợ, giấy nợ có nghĩa là các bạn sẽ trả lại tính theo cái chu kỳ thì à, nếu như hiểu đơn giản đó là các bạn thấy được là các bạn mua trái phiếu là 1.000 à, đô đi thì 1.000 đô thì các bạn có thể được lãi nó đơn giản là 10% đi thì một năm sau các bạn sẽ lấy à, vốn và lãi là 1.100 một một đô nhưng mà bây giờ có quá nhiều trái phiếu thì các bạn thấy được là cái lãi vẫn là 100 đô nhưng mà tại vì có quá nhiều trái phiếu trái phiếu đó thay vì hồi xưa đó là bán 1.000 đô thì 100 đô tiền lời chia cho 1.000 đô thì là 10% nhưng mà bây giờ đó trái phiếu đó sẽ giảm xuống bán cái giá là 900 đô thì các bạn thấy được là bây giờ cái phần trăm lãi suất của trái phiếu đó lại tăng lên tại vì giá đi xuống. Các bạn à, có thể hiểu đơn giản là khi mà giá đó, giá của trái phiếu và cái phần trăm lãi suất đó là đi ngược chiều với nhau. Lúc nào cũng là vậy, cái sự tương quan là tương quan ngược. Giá xuống thì phần trăm lãi suất lên phần trăm lãi tăng thì giá đi xuống hiểu đơn giản là như vậy thì các bạn thấy là điều đó sẽ tiếp tục nhiều người ra thì tính toán là thì tiếp tục gây áp lực đối với thị trường chứng khoán và nhất là những công ty chứng khoán liên quan đến công nghệ và nhiều người cho là thị trường crypto bây giờ đã nhiều người coi cũng như là một thị trường chứng khoán công nghệ vậy thôi cho nên dẫn đến cái sự ảnh hưởng chung đó là cái tình hình mà tôi muốn giải gi gi thích với bạn thì bây giờ chứ còn nói riêng về nếu các bạn chỉ muốn đi tìm thông tin về thì crypto nói riêng đó thì các bạn sẽ không tìm thấy những thông tin nào có thể giải thích được cái sự dao động gần đây đâu thậm chí các bạn còn sẽ tìm thấy được rất nhiều những cái thông tin tốt hiện bây giờ